Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong 24 giờ tới, Bắc Bộ tiếp tục chịu sự chi phối của áp thấp nóng phía Tây, nên trưa chiều có nắng và nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay sẽ dao động trong ngưỡng từ 30-33 độ, riêng Tây Bắc Bộ cao hơn từ 1-2 độ. Từ ngày mai, nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ cao nhất trên 39 độ. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ. Độ ẩm tương đối thấp, thấp nhất ngày phổ biến từ 45-60%. Sau đó, từ đêm ngày 25 sang tới ngày 26 tháng 4, thời tiết tại khu vực sẽ có sự chuyển biến khi một đợt không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống và gây ra một đợt mưa rào và dông trên diện rộng. Cục bộ có nơi có thể xảy ra mưa vừa mưa to. Lưu ý mưa trên nền nhiệt cao, xảy ra sự tranh chấp giữa khối khí nóng và lạnh, rất dễ dẫn đến hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, mưa đá. Với các tỉnh miền Trung, hôm nay trời có nắng và nhiệt độ trưa chiều tăng cao, toàn vùng phổ biến từ 31-34 độ, giữa vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa tới Phú Yên xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt độ lên cao từ 35-37 độ. Dự báo do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, nên nắng nóng tại vùng núi của miền Trung sẽ lan rộng hơn với cường độ gia tăng trong những ngày cuối tuần. Cũng từ khoảng ngày 26 tháng 4, khi không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống, mưa rào và dông rải rác cũng sẽ xuất hiện tại các tỉnh thành Bắc Trung Bộ, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, nắng nóng chấm dứt trên khu vực. Trong khi đó, các tỉnh còn lại thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay, gió Tây đến Tây Nam tiếp tục chi phối. Tại vùng cao nguyên, trong chiều tối nay mưa dông vẫn xuất hiện rải rác, còn tại các tỉnh thành Nam Bộ thì mưa sẽ xuất hiện từ khoảng trưa chiều đến tối. Trong mưa dông, cần lưu ý với hiện tượng dông sét và gió giật mạnh. Hiện rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng từ 12-15 độ vĩ Bắc, nối với hoàn lưu cơn bão mạnh ở phía đông Philippines, có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc. Gió Tây Nam trên khu vực hoạt động mạnh dần, sẽ gây ra mưa lớn cho Nam Bộ tới ngày 26 tháng 4. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Phía Tây Bắc Bộ, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc là từ 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, vùng núi có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Phía Bắc gió đông đông nam, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa vài nơi,
tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào và dông rải rác ở phía nam. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Bắc Biển Đông, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Giữa vùng biển phía đông, gió đông bắc đến bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía tây gió nhẹ, phía đông gió bắc đến tây bắc cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến tây cấp 3, cấp 4. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến tây cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.